Rồi hello, chào tất cả các anh em nha. Rồi hôm nay bên cửa hàng em tiếp tục muốn giới thiệu với các anh em này. Em này là hàng độc nhóm anh nha. Em này là Rebel 350, bản cắt nước, bản hầm hố lắm nha má anh. Đó, em này là mẫu bự nha. Rebel 350, bản cắt nước 2 máy 2 bô, 2 bình xăng con, tay lái ngang, đồng hồ trên bình xăng lớn nha. Em này thì nói chung là xe rất là hiếm trên thị trường đó má anh. Đó, mấy em 150, 170 thì rất là nhiều, nhưng em này thì đặc biệt là 350. Đó, phân khối nói chung tầm trung, rất là tuyệt vời. Tay lái ngang nha. Nó nhìn nó mang phong cách lắm anh. Đó, nó hiện vừa hiện đại mà vừa hồi cổ nha. Nói chung em này là mẫu classic. Nó của huyền thoại. Nhưng mà nó được pha cách vô là trẻ một chút xíu. Đấy, anh em nào thích pha cách thì đi em này rất tuyệt vời nha. Đó, nó vừa cổ điển mà vừa hiện đại nha các anh nha. Tay lái ngang, bình đồng hồ nằm trên bình xăng lớn. Và cái nắp xăng đó mấy anh, nó lợt qua một bên, nó rất là hay. Xe còn khá mới nha các anh. Xe hải quan chính ngạch, biển số 68, chính chủ, sang tên rút gốc toàn quốc, bao sang tên nha các anh nha. Đó, xe nói chung đồng hồ, đồ xi, nước sơn còn nguyên zin 100%, chưa thay thế phụ tùng ha. Xe dàn inox soi mặt được luôn nha các anh, mới kit luôn. Màu đen, 3 thắng đĩa, mâm đũa, 2 đĩa trước và 1 đĩa sau. Đó, mâm đũa là mâm cây nè nha các anh. Và xài cắt nước luôn nha. Đó, đầu lòng ống hơi xài cắt nước. Đấy, anh em thấy cái bình xăng không? Nó khác biệt hoàn toàn với mấy em kia ha. Em này là 350 nha các anh. Đấy, anh em thấy có một cái đường inox kéo dài theo bình xăng ha. Đây, biển số em nói nha, 68A100828. Đó, hải quan chính ngạch, biển số 8 nút luôn, khá đẹp ha man. Đấy, nước dàn xi, nước sơn, soi mặt được hết nha. Bản gắt chân bự, đi xa rất là tốt. Đấy, 2 máy, 2 bô, nổ quy lực. Máy móc đầu nồi chưa bung nha các anh nha, em ru và ru luôn. Rồi, đây ta lấy ngang đây, nhìn nó phong cách lắm anh. Nó nằm tính lắm nha. Nó và đồng hồ nó nằm trên bình xăng. Đấy, nắp xăng nập lệch bên nè anh, rất là hay ha. Đây em này mới chỉ chạy được có 6.537 km thôi nha các anh nha. Đó, nói chung là xe không chạy, tem bọng các thứ còn nguyên zin, da yên còn zin luôn á anh, rất là đẹp. Rồi hoàn hảo ha. Xe em nhắc lại là xe hải quan chính ngạch nha các anh. Đó, xe chính chủ, hải quan chính ngạch, mua bán thì sang tên rút gốc toàn quốc. Đó, anh em nào ở xa thích thì cứ chuyển khoản mình chuyển xe, còn anh em nào ở thành phố thì cứ ghé 237 đường Hòa Bình, quận Tân Phú cứ xem xe nha. Đó, xe còn khá mới luôn mấy anh. Đó, nước sơn, từ nước sơn tới dàn xi cực kỳ keng. Đấy, đèn còi xi nhanh đầy đủ, không thiếu thứ gì ha. Em bán với giá em này là 75 triệu nha các anh nha. Đó, bao giấy tờ, bao ship toàn quốc. Máy móc thì em ru chưa rớt đầu, chưa bung máy. Em này nó xài cắt nước luôn nha các anh, rất là tiện lợi. Đấy, Rebel 350, mâm đũa, cắt nước 2 thắng đĩa, 3 thắng đĩa. Dạ, yên còn zin nè mấy anh, đẹp lắm. Rồi em test máy cho anh nghe luôn ha. Test máy luôn. Tay lái ngang rất đẹp. Đó, anh em thấy máy không? Cực kỳ êm nha. Máy chạy rất là bốc nha các anh. Dòng 2 máy Rebel hay dòng 2 máy này thì chạy khỏi phải bàn rồi, chạy dễ đầu luôn ha. Rồi em bán nói chung là em bao hết giấy tờ cho các anh, anh em khỏi lo ha. Anh em nào thích thì alo số điện thoại cho em liền ha. Số điện thoại em là 0932047956. Đó, máy móc đã làm anh ha, em ru luôn, xịt xịt thôi. Bộ này còn zin lắm anh, móc ra thì nó đã nữa. Rồi số Zalo của em là 0768447735. Số Zalo là 0768447735 nha. Rồi anh em nào thích thì cứ vào Zalo em tư vấn thêm chi tiết. Đó, anh em nào vào thích thì vào Zalo ha. Rồi vậy nha, bye bye.